ta cũng sẽ tham khảo và sử dụng luôn những cái nội dung trong cuốn tài liệu khóa học chạy văn để chúng mình sẽ cùng xây dựng cách viết cho phần mở bài ở đây nhá. Các bạn ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao các em dậy sớm thế này? Ôi, chị nhìn lên hơn 60 bạn tham gia mà chị sốc quá. Ô, đồng ý. Đồng ý. Ôi, rất là bất ngờ luôn nha. Chứng tỏ là các bạn lớp 9 chúng mình ôn thi và học rất là chăm chỉ đấy. Rồi. Đồng ý, các em có câu hỏi gì các em có thể là đặt ở trong phần bình luận nha. Bây giờ các bạn sẽ theo dõi ở trên màn hình giúp chị. Chúng mình sẽ đến với phương pháp viết bài văn nghị luận văn học, một dạng đề mà rất rất nhiều các tỉnh thành chúng ta sẽ thi vào. Đó, chỉ ngoại trừ có Hà Nội thôi. Còn các tỉnh thành khác thì chúng mình sẽ thi vào bài văn, chỉ là nó ở những cái dạng đề phong phú khác nhau. Nhưng ở đây ý, thì như chị vừa nêu đấy, để làm được những dạng đề khác nhau thì cái cơ bản nhất là các em phải làm được dạng đề phân tích và cảm nhận. Bởi vậy thì chị ở đây là hướng dẫn kỹ về dạng đề phân tích cảm nhận. Những bạn nào mà thi ở những cái dạng phong phú khác như là dạng so sánh này hay là dạng liên hệ này thì cũng cần phải nắm bắt ở đây. Đồng ý không? Sau đó thì trong những buổi sau, những cái buổi cuối thì chị sẽ nâng cao hơn, mở rộng hơn những cái lưu ý riêng đối với từng dạng đề là như thế nào. Đấy, thì bây giờ nhá, trước khi mà đi vào cách viết mở bài hay là cách viết cho từng phần cụ thể thì chị mong là các bạn sẽ nắm được các cái bước cơ bản để chúng ta làm một bài văn khi mà chúng ta đi thi. Đúng không? Đây là nói chuyện khi chúng ta đi thi nhá, chứ không phải là nói chuyện là chúng ta viết ở nhà hay là viết gọi là vừa viết vừa thoải mái đâu nha. Mà ở đây là chúng ta nói cái chuyện khi mà đi thi ấy, thì chúng mình sẽ viết như thế nào, với các bước ra sao. Thì chúng mình sẽ có 4 bước chính các em nhá. Bước đầu tiên là chúng mình sẽ cần phải phân tích đề. Nhớ nha, chúng mình cần phải phân tích đề. Phân tích đề nghĩa là sao? Nghĩa là chúng mình sẽ đọc kỹ đề bài. Đó, chúng mình sẽ cần phải đọc kỹ đề bài này, rồi đi trả lời cho câu hỏi là đề bài này yêu cầu chúng ta làm gì, và phạm vi phân tích của chúng ta sẽ được phép phân tích với những dẫn chứng nào. Đấy, đồng ý chưa? Rồi, ok. À, viết nghị luận văn học mình có cần học thuộc không chị? Ý là học thuộc tất cả ấy chị. Em biết viết mở bài rồi, thân bài em tịt luôn á chị. Nhưng chị không hiểu là học thuộc kiểu gì để mà học thuộc từng đấy tác phẩm được nhở? Ồ, các bạn ơi, đợi chị một xíu. Phần Word của chị nó đang bị đơ. Nó đang bị đơ nên là đang chưa nhìn thấy nội dung. Đây nha. Trong lúc đó thì chị sẽ trao đổi và giải thích kỹ hơn về bước đầu tiên, đó là bước đọc đề và phân tích đề. Các bạn có bao giờ chúng mình phân tích đề không? Nghĩa là đi trả lời cho câu hỏi là đề bài này yêu cầu chúng ta làm gì, phân tích cái gì, và cái thứ hai là nội dung đó chúng ta sẽ phân tích qua những dẫn chứng nào không? Hay là chúng mình chỉ cần tập trung xem đề này là về tác phẩm nào, là ngay lập tức chúng ta có những kiến thức và chúng ta bê nguyên si vào để mà chúng mình làm luôn. Đây nha. Đúng rồi, ồ rất là tốt nhá, rất tốt, có ạ, đồng ý. À, thế là chúng mình thường xuyên có cái bước phân tích đề. Hãy tiếp tục phát huy điều này nha. Và cái bước này nói thì nghe thì nghiêm trọng, nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng mà thực chất chúng mình chỉ mất khoảng độ 1 đến 2 phút thôi. Chúng ta sẽ gạch chân vào đề, chúng ta đọc đề và gạch đọc đến đâu gạch đến đấy luôn. Gạch được cho chị hai yếu tố chính, bao gồm là vấn đề nghị luận và thứ hai là phạm vi phân tích. Đấy, vấn đề nghị luận nghĩa là ta phân tích điều gì, ta phải làm rõ điều gì, và phạm vi phân tích ở đây là ta sẽ phân tích qua những dẫn chứng nào. Đấy là đoạn thơ nào, đấy là đoạn văn nào, hoặc là đấy là nhân vật nào. Đó, thì trong khuôn khổ một bài thi 90 phút hoặc 120 phút thì không thể nào đề bài yêu cầu chúng ta phân tích cả một tác phẩm được. Điều đó là rất khó. Nên thường thì sẽ là một phần ở trong tác phẩm sẽ được đưa vào trong đề thi. Nên là các em phải chú ý đến cả phạm vi phân tích nha.
Không hiểu sao cái phạm vi phân tích, cái phạm vi dẫn chứng này này đã thể hiện rất rõ trong đề thi rồi, nhưng trong bài thi thử vừa rồi của một số bạn là vẫn phân tích sai cái phạm vi dẫn chứng mà đề bài cho. Đề bài hỏi về cái phần 2 của bài nói với con, nhưng vẫn có những bạn phân tích cả phần 1. Đó, đấy, thế nên là chị vẫn phải nhắc lại kỹ cái bước này nhá. Mục đích của bước làm này ấy, là chúng ta xác định được những gì cần nêu ở trong mở bài và kết bài. Những gì cần nêu trong mở bài và kết bài chính là hai cái này. Nhưng rất nhiều bạn không nêu được đầy đủ hai điều này trong mở bài và kết bài. Đặc biệt là trong kết bài. Kết bài thì toàn kết bài cho cả tác phẩm thôi. Đề bài chỉ hỏi mỗi phần 2 của bài nói với con, những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Thế nhưng mà kết bài thì sao ạ? Kết bài thì ở bài thơ nói với con đã như thế này như thế kia rồi, kết tổng kết cả nội dung của phần 1, cái nội dung mà đề bài không hỏi vào ấy cũng tổng kết trong kết bài. Đấy, rất là lạ là như thế cơ. Hay là trong mở bài cũng thế, chỉ dừng lại ở việc nêu ra tác phẩm nói với con thôi mà không nêu rõ là tôi sẽ phân tích phần nào ở trong tác phẩm đấy. Sang cái thân bài mới bắt đầu đi vào giới thiệu rồi phân tích kỹ cái phần 2 đó. Còn trong mở bài chỉ nêu đến tác phẩm thôi. Thế mới tài cơ. Nhá, nên là không được mắc những cái lỗi như thế. Bởi vì các em biết không, khi mà đọc mở bài, kết bài ấy, chưa cần biết là chúng mình dẫn dắt hay ho hay sáng tạo hay là mềm mại như thế nào, nhưng nếu như mà người chấm không thấy được cái việc em nêu được vấn đề, em nêu được hai cái này trong mở bài và em nêu được hai cái này trong kết bài, thì mở bài và kết bài của chúng mình mất điểm luôn. Mất điểm luôn, không được tính, không không phải là bởi vì có những cái câu văn khác hay lắm nên là cũng vẫn cho bạn ấy một số điểm. Không có. Nhiệm vụ chính của mở bài và kết bài mà em không nêu được hai yếu tố này ý, là mình không có điểm luôn đấy. Nhá. Thêm nữa, chưa kể đến việc là khi mà em không nêu được đúng hai yếu tố này trong mở bài và kết bài thì rất có thể là phần thân em cũng lạc đề nữa. Nên sẽ càng bị trừ nhiều điểm hơn. Nhá. Đấy. Rồi từ việc xác định được hai yếu tố này thì cái hệ thống luận điểm trong thân bài của chúng ta cũng sẽ được định hướng rõ hơn. Và quan trọng một điều là gì ạ? Là từ việc phân tích đề ấy, thì chúng ta sẽ còn xác định được những cái từ khóa cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong quá trình viết. Tại sao lại thế? Tại vì là trong quá trình viết, trong quá trình phân tích thì chúng ta cần phải làm rõ được vấn đề nghị luận. Chúng ta phải bám sát vào vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận là vẻ đẹp của đoạn thơ. Thế thì trong quá trình phân tích chúng ta nhắc đi nhắc lại là từ đây đoạn thơ đã lấp lánh vẻ đẹp gì? Hay là đoạn thơ này đem đến vẻ đẹp gì? Đó, chúng ta phải liên tiếp nhắc lại những cái từ khóa đấy để cho thấy là mình đang bám sát vào vấn đề nghị luận. Đó là một kỹ năng nho nhỏ nhưng chị tin rằng là nếu như các bạn thực hiện được ấy thì bài văn của chúng ta sẽ có thêm và sẽ tăng thêm cái sự mạch lạc này, tăng thêm cái sự logic này và làm nổi bật được vấn đề nghị luận nhá, đồng ý không? Đấy thì đấy là bước đầu tiên. Sang đến bước thứ hai là chúng mình sẽ cùng với nhau lập ý. Lập ý các em ạ. Rồi bắt đầu có những cái câu hỏi là có phải khái quát về các đoạn đoạn trước đúng không ạ? Phải khái quát các đoạn trước, nghĩa là nếu như đề bài không hỏi về cái đoạn đấy nhưng em vẫn phải khái quát á. Cái điều đó đa số là diễn ra đối với tác phẩm truyện. Nếu như mà đề bài đưa ra một cái đoạn trích, một cái đoạn nho nhỏ trong một tác phẩm truyện và để hiểu được nội dung của đoạn đó thì chúng ta cần phải khái quát những cái đoạn trước đấy, thì chúng mình nên khái quát nhưng chỉ dừng lại sự khái quát bằng khoảng độ 2 đến 3 câu thôi. Đấy, sau đó chúng mình vẫn phải tập trung vào việc phân tích đối tượng chính chứ không phải là chúng ta đi phân tích cả những đoạn mà đề bài không hỏi nhá. Luận điểm nên cho ở đầu đoạn đúng không ạ? Tên luận điểm, đầu đoạn văn chúng ta nên có một câu nêu ra luận điểm luôn. Để khi đọc bài thì giám khảo đọc bài của chúng ta đọc những câu đầu tiên trong mỗi đoạn là hình dung ra được cấu trúc bài viết của em rồi. Khi chấm bài nghị luận văn học, các em nhìn rất là dài như vậy nhưng mà khi chấm ý, thì trước tiên là người chấm sẽ cần phải xem em có đầy đủ các ý không, có đầy đủ các luận điểm không, và điều đó sẽ được thực hiện bằng cách là người đọc 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 các phần ở trong bài viết của em và người ta sẽ rất chú ý vào những câu đầu tiên ở mỗi đoạn, đúng không ạ? Nên để tạo điều kiện cho việc chúng mình được tính điểm một cách nhanh chóng nhất, các em nên viết những câu chủ đề ở đầu mỗi đoạn.
Đấy, viết câu chủ đề, viết câu nêu luận điểm ấy ở đầu mỗi đoạn văn, thì cứ đọc những cái câu đầu của mỗi đoạn là hiểu được là à thì giai đoạn này bạn ấy viết về nội dung này, à thì giai đoạn kia bạn ấy viết về luận điểm kia. Đấy, thì nếu làm được như thế thì rất là tốt nha. Bài nói với con khó phân tích á? Khó đâu. Học bao nhiêu buổi cùng với chị ở trên fanpage này rồi, học trong chiến dịch rồi, mà chị thấy các bạn trả lời câu hỏi rất chính xác cơ mà, thì làm sao mà khó. Chị ơi, làm sao để tổng phân hợp mà không bị lặp ạ? Nhiều lúc em bí từ quá. Cô ơi, cảm nhận về nhân vật truyện thì phần luận điểm một tóm tắt nhân vật đúng không ạ? Tùy đấy, tùy đấy, có văn bản thì có bài thì mình cần tóm tắt và có bài thì mình không cần tóm tắt. Rồi, ok, nào thì bây giờ đi tiếp vào bước thứ hai nhá. Bước thứ hai này là bước mà ai cũng biết là nó cần thiết nhưng mà chẳng mấy ai làm, đúng không các bạn? Có thừa nhận với chị điều đấy không? Đó là bước lập ý. Ai cũng biết là cần thiết phải lập ý, thế nhưng mà không có mấy ai làm cả. Hoặc là làm không đều đặn. Có bạn thì có đề này là hứng lên thì mình lập ý ra, xong rồi mình mới viết, nhưng có bạn à, nhưng có những đề khác thì bởi vì là còn ít thời gian thì là mình tập trung viết luôn. Rồi, thế thì chị xin khẳng định lại nhá, việc lập ý này, thứ nhất, nó không mất quá nhiều thời gian của các em. Chúng mình chỉ lập cho phần phân tích của thân bài thôi. Còn những luận điểm khác, còn những phần khác chúng mình tự biết viết rồi, không cần phải lập ý ra làm gì cả. Lập ý ở đây chỉ là dành cho cái phần nào phức tạp nhất, dành cho cái luận điểm nào phức tạp nhất mà chúng mình cảm thấy là nếu như mà không lập ý ra ấy, chúng ta sẽ dễ bị quên, sẽ dễ bị rối, thì chúng mình nên lập ý ra nhá. Đó, và cái thứ hai là việc lập ý này nó sẽ có rất nhiều tác dụng cho chúng mình, cho mà xem. Tác dụng thứ nhất là giúp cho chúng mình hình dung được cấu trúc trong phần phân tích, trong những cái luận điểm phức tạp nhất. Ta biết được ta nên làm gì trước, nên làm gì sau, viết luận điểm nào trước, viết luận điểm nào sau, viết ý nào trước, viết ý nào sau. Ấy, và lập ý chúng ta chỉ viết từ khóa thôi mà, chúng mình không phải là viết những cái câu văn hoàn chỉnh ở đó, chúng mình chỉ viết một vài cái từ khóa thôi. Và tác dụng thứ hai của việc lập ý này là giúp chúng ta căn thời gian rất tốt. Căn thời gian nghĩa là sao? Nghĩa là nhìn vào dàn ý, chúng mình biết được là trong khuôn khổ từng này thời gian, chúng mình phải làm được bao nhiêu ý. Để rồi khi mà thời gian trôi qua, mình làm chủ được là à, vẫn còn từng này thời gian cho từng này ý, vẫn đủ để mình viết. Đấy, hay là khi mà thời gian sắp hết rồi mà chúng ta nhìn vào dàn ý vẫn còn thấy có nhiều nội dung quá, thì ta phải tăng tốc độ lên. Chúng ta phải làm sao mà có ý nào khái quát được thì khái quát thôi, tập trung vào những cái ý nào quan trọng để mình phân tích kỹ thôi. Đấy, ta sẽ làm chủ được hoàn cảnh nếu như ta có dàn ý ở bên cạnh, có dàn ý ở trong tay. Đồng ý không? Đấy, thì ở bước này chúng ta chỉ cần ghi nhanh thôi, ghi nhanh ra nháp hoặc là gạch luôn vào đề cũng được. Những cái luận điểm chính trong thân bài nhá, không cần phải lập cho mở bài kết bài làm gì cả, bởi vì mở bài kết bài chúng ta có những cái cách viết mà bắt tay vào viết luôn được, không cần phải lập ý ra. Đấy, thì trong phần thân bài nhá, ở đây chúng ta có một cái bố cục chung áp dụng cho tất cả các đề bài dạng phân tích cảm nhận. Thì trước tiên chúng ta có luận điểm 1 là luận điểm khái quát về tác giả và tác phẩm. Luận điểm này có bạn thì chúng mình sẽ viết riêng ra thành một đoạn văn, có bạn thì chúng mình sẽ chỉ viết bằng khoảng độ 2 đến 5 câu ở phần đầu thân bài rồi đi vào phân tích. Thì cách nào cũng được các em nhá, cách nào cũng được. Và cũng có những bạn thì những cái thông tin khái quát này chúng ta đưa luôn ở trên mở bài rồi. Nếu như trên mở bài em đã viết rồi thì dưới thân bài mình không cần phải viết lại nữa. Còn nếu như trên mở bài mình chưa viết, mình chưa nêu về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm, mình chưa nêu những thông tin về cuộc đời của tác giả ấy, thì chúng mình xuống đến phần thân bài chúng ta nên khái quát lại nhá, khái quát lại, đồng ý không? Và đây này, chị có lưu ý ở đây là chị khái quát những thông tin chưa nêu ở mở bài thôi, chứ không phải là chúng ta chép lại mở bài ở đây. Nếu như chép lại mở bài ở đây thì thôi, không cần, đúng không? Đấy, ở đây chúng ta chỉ nêu ra những thông tin gì mà mở bài chưa nêu ra.
Nếu như mở bài em đi từ hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm thì phần thân này, phần khái quát này mình không nêu lại về hoàn cảnh nữa, mình chỉ nêu về nội dung chính của tác phẩm thôi, mình chỉ nêu về tác giả thôi. Còn nếu như mở bài chúng ta dẫn dắt từ phong cách sáng tác của tác giả rồi ấy, thì đến với phần này chúng mình sẽ chỉ khái quát về cuộc đời của tác giả, khái quát về 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 tác phẩm thôi. Đấy, nên là chúng ta linh hoạt ở đoạn này nhá. Làm sao để làm nổi bật ý trong đoạn văn ạ? Đoạn văn đi chị. Như chị vừa nêu ở phần đầu buổi học hôm nay đấy, thì phần đoạn văn chị sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho các bạn ở trong những buổi sau. Còn hôm nay chúng ta tập trung vào các bước làm bài bài văn và thứ hai là đi vào cách viết mở bài nhá. Đấy. Sau đó chúng mình sẽ lập ý chi tiết cho cái phần thân, cho cái phần mà phân tích ý. Thì phần này chúng ta vận dụng cả kiến thức nền và phải bám sát vào vấn đề nghị luận để chúng ta lập nha, nhanh chóng. Đấy, rồi, thế thì bây giờ sau khi lập ý xong chúng ta sẽ viết bài và cuối cùng thì mình đọc lại bài. Vấn đề đặt ra ở đây là ta viết như thế nào? Cái bước thứ ba này, cái bước quan trọng nhất này này, đúng không? Thì bây giờ chúng mình sẽ đi vào cách viết từng phần một nhé. Hôm nay mình sẽ tập trung với phần mở bài trước này. Phần mở bài ấy sẽ bao gồm hai phần chính: dẫn dắt và nêu vấn đề. Đồng ý không? Nhá, đấy, đấy là nội dung chính của mở bài, là chúng ta sẽ dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận. Thì trong đó nhá, các em lưu ý cho chị này. Phần nêu vấn đề này, như chị đã nói, đó là phần quan trọng nhất của mở bài. Chúng ta thường là nghĩ rằng cái phần dẫn dắt này là phần quan trọng nhất này. Muốn hay, muốn được điểm cho phần mở bài thì dẫn dắt phải hay. Nhưng không các em ạ. Muốn được điểm cho mở bài, trước tiên là em phải nêu đúng vấn đề của cái đề bài đấy. Đề bài hỏi gì, phân tích ở đâu là chúng ta phải nêu được đầy đủ trong mở bài. Còn việc dẫn dắt này thì lại rất linh hoạt, có rất nhiều cách dẫn dắt và em có thể chuẩn bị trước khi đi thi. Chuẩn bị về mặt ý tưởng, không phải là học thuộc lòng những mở bài sẵn mà là chuẩn bị về mặt ý tưởng, nắm bắt được các cái ý tưởng viết mở bài khác nhau để đi thi mình không phải ngồi cắn bút, mình cứ tự do lựa chọn những cái ý tưởng nào mà mình thích thôi nha. Còn phần nêu vấn đề này thì rất là quan trọng này, mà vấn đề ta lấy ở đâu? Ta lấy ở trong đề bài chứ không thể nào tự nghĩ ra được nhá. Đấy, thế thì với cấu trúc như vậy, phần nào mà ta có thể chuẩn bị trước thì ta sẽ học trước, đấy là phần dẫn dắt. Cái còn thế còn phần nêu vấn đề và phạm vi phân tích này chúng ta chỉ cần nêu trong khuôn khổ một câu thôi mà. Và tùy xem đề bài hỏi cái gì thì ta nêu như thế. Nên bây giờ mình sẽ học cách dẫn dắt nhá. Đồng ý chưa? Học cách dẫn dắt trong mở bài. Thì trong cuốn tài liệu khóa học chạy văn này và trong quá trình học ở trong khóa chạy văn thì chúng mình cũng sẽ học theo cách là xây dựng những ý tưởng. Đấy, xây dựng những cái ý tưởng, những cái công thức để chúng ta có thể áp dụng được khi mà đi thi. Gọi là công thức nhưng cái việc vận dụng là hoàn toàn linh hoạt chứ không bắt buộc là các em phải đúc y nguyên, phải sao chép y nguyên như trong công thức. Trong công thức có một số từ như thế này nhưng trong cái đề bài cụ thể đó em có những từ khác hay hơn, phù hợp hơn, em hoàn toàn có thể thay thế. Cái quan trọng của những công thức này đấy là đưa ra được ý tưởng. Và dành cho những bạn nào mà không biết cách diễn đạt ấy, chúng mình hay bị lủng củng, hay bị lặp từ, hay bị dùng từ không chính xác, thì chúng mình sẽ sử dụng những cái công thức này như là một cái cách giúp chúng ta viết nhanh, viết gọn mà vẫn có được sự ấn tượng trong phần mở bài nhá. Quan sát vào trong bảng này ý, thì có thể các em sẽ băn khoăn rằng là ơ sao lại có cả mở bài và kết bài ở đây? Thì đây là một cái bảng mà sẽ giúp cho các em có thể viết được theo cấu trúc đầu cuối tương ứng. Mở bài tại đâu, kết bài tại đó. Mở bài với ý tưởng nào, kết bài cũng kết lại với ý tưởng đó. Mở bài là mở ra thì kết bài chúng ta sẽ đóng lại, đi từ đâu cũng đóng lại tại đó luôn nhá. Đó, thì hôm nay chúng mình tập trung trước với phần mở bài mà, đúng không? Nên ở trong bảng này chúng ta có các cách là viết mở bài trực tiếp này, viết mở bài đi từ đề tài sáng tác này, đi từ phong cách sáng tác này. Đấy, đi từ nhận định này, đi từ đoạn thơ này, hoặc là đi từ cảm nhận cá nhân kết hợp với kiến thức lý luận văn học. Thế thì các em ơi, cho chị biết là chúng mình thường viết mở bài với ý tưởng nào? Chúng mình thường bắt đầu phần mở bài của chúng mình đi từ ý tưởng gì ạ? Các em viết những mở bài trực tiếp hay là chúng mình đi từ đề tài hay là đi từ nhận định? Chia sẻ với chị được không?
Nào các bạn ơi, chia sẻ với chị nào, các em hay viết mở bài đi từ ý tưởng nào? À, đây là bảng ở trong cuốn tài liệu khóa học chạy văn em ạ. À, em thường đi từ nhận định này, đi từ nhận định này. Ồ, đi từ kiến thức lý luận văn học theo kiểu ghi nhớ trong sách giáo khoa, đi từ đề tài. Ồ, rất là đa dạng nhá. Ý tưởng của các bạn ở đây rất là đa dạng này. Đi từ nhận định rồi, đi từ hình ảnh. À, rất là sáng tạo. Em hay viết về trực tiếp với nhận định ạ. Em đi từ đề tài, nhận định rồi, rất tốt. Chị không có ý kiến rằng là em viết theo cách nào hay hơn hay là em viết theo cách nào mới đúng. Tất cả các ý tưởng các em đưa ra đều có thể áp dụng được. Nhưng lời khuyên của chị này là chúng ta nên có được một đến hai cách mà sẽ giúp cho chúng mình có thể viết được với bất cứ một đề bài nào. Cái thứ hai là sẽ giúp cho chúng ta giống như là một cái cứu cánh cho chúng ta trong trường hợp mà mình bị cạn ý tưởng. Bởi vì đi thi thì không biết trước thế nào được, đúng không? Nên chúng mình nên có được một đến hai cách viết mà đề bài nào cũng làm được và có thể viết một cách nhanh chóng, viết trong vòng tích tắc luôn, nhuần nhuyễn những cái cách viết đấy. Đấy, thì các em có thể lựa chọn một trong những cách viết mà sau đây chị hướng dẫn nhá. Rồi, rất tốt, các bạn đều chọn những cái cách phức tạp như là đi từ nhận định hay đi từ lý luận văn học. Chị ủng hộ điều đó, nhưng lời khuyên của chị là các em phải cẩn thận với những cách viết đấy. Bởi vì thứ nhất là chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian này. Cái thứ hai là sẽ cần phải có cái sự linh hoạt khi đến với từng tác phẩm, từng đề bài khác nhau. Đó, không thể nào mà cùng một cái câu dẫn dắt như thế và ta áp dụng được tất và ta áp dụng tất cả các đề bài mà không có cái sự thay đổi được. Nếu như thế sẽ bị cứng nhắc và dễ rơi vào cái tình trạng khuôn sáo. Đúng không? Đấy, và cái nữa là khi chúng ta dùng những cái ý tưởng sáng tạo như thế thì các em dễ dễ bị cuốn vào và dễ bị bay bay bổng theo những ý tưởng đấy, dẫn đến việc quan trọng nhất là nêu đúng vấn đề nghị luận thì chúng mình lại lơ là, xong rồi làm sai và cả phần mở bài chúng mình không được điểm thì rất là đáng tiếc nhá. Đồng ý không? Đấy, thực tế thì trong cái bài thi thử của các em mà về bài nói với con ý, đối với bài văn này này, đã có rất là nhiều bạn mà viết những mở bài, đọc những câu đầu tiên thực sự chị vô cùng ấn tượng luôn và khiến cho chị có một cái niềm hy vọng rằng là ồ, bài này chắc chắn là sẽ viết rất tốt này. Nhưng không, mới đọc xong mở bài thôi là đã biết là bạn này chỉ đang có những câu văn hoa mỹ trau chuốt ở phần đầu mở bài thôi, với những ý tưởng rất hay thôi. Nhưng mà đến cuối cùng thì mở bài lại nêu sai vấn đề nghị luận. Chỉ nêu về bài nói với con thôi, khái quát về ý nghĩa của nói với con thôi, chứ không nêu được cụ thể là đoạn thơ mà đề bài hỏi thì có nội dung là gì. Thế cơ, rất là đáng tiếc như thế cơ. Nhá, nên là với những cách mà các em lựa chọn hay viết ý, thì lời khuyên của chị là chúng ta phải nắm rõ được là đấy là ý tưởng thôi. Còn kết hợp với ý tưởng đấy là các em phải nêu được đúng vấn đề nghị luận. Và cái thứ hai là chúng ta nên chuẩn bị một đến hai cách viết thật đơn giản, thật nhanh chóng để trong những trường hợp ta cạn ý tưởng thì chúng ta có thể dùng được luôn, vẫn giúp cho chúng ta có được điểm cho phần mở bài, vẫn giúp mình có được những mở bài đúng, chính xác. Thì đây nha, các em có thể tham khảo một trong những cách như sau mà chị hướng dẫn này. Thứ nhất là chúng ta viết những mở bài trực tiếp đi từ tác giả và tác phẩm. Ok không ạ? Nhá, đi từ tác giả và tác phẩm. Ví dụ như là chúng mình nêu luôn những thông tin về tác giả. Chúng ta đôi khi có một cái sự kỳ thị trong một kép đối với cái dạng, đối với cách viết này, rằng là ôi, viết mở bài trực tiếp thì hay ở đâu, viết mở bài trực tiếp chắc không được điểm đâu. Không phải các em ạ, mở bài được điểm hay không, quan trọng là em có nêu đúng vấn đề hay không. Còn cách dẫn dắt nó chỉ là một phần thôi. Thì cách dẫn dắt đi từ tác giả không phải là không có cách viết hay nha. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những cái thông tin hay, thông tin đắt, thông tin đặc biệt về tác giả ấy trong phần mở bài. Nhiều khi như thế lại giúp cho mình thể hiện được là mình rất am hiểu về tác phẩm này đấy, rất am hiểu về tác giả này đấy. Đúng không? Nhá, công thức sẽ là tác giả A là cây bút tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại hoặc là nền văn học Việt Nam trung đại, tùy theo tác phẩm đấy là gì này. Và sau đó chúng ta có một đến hai câu về tác giả. Và một đến hai câu này này sẽ là những câu nêu ra những thông tin thật đặc sắc về tác giả ấy. Ví dụ
về tác giả Phạm Tiến Duật với bài thơ về tiểu lộ xe không kính chẳng hạn. Mình sẽ viết là tác giả Phạm Tiến Duật là cây bút tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Rồi mình có một đến hai câu nêu ra thông tin về tác giả này. Thì tác giả Phạm Tiến Duật có điều gì đặc biệt ạ? Ông được mệnh danh là nhà thơ lớn nhất thời kỳ kháng chiến chống Mỹ này. Đấy là một thông tin đặc biệt này. Cái thứ hai đó là thơ của ông trong thời kỳ này người ta ví là có sức mạnh như cả một sư đoàn trùng trùng ra trận. Thì mình có thể đưa ra những thông tin ấy, đúng không? Thơ ông có sức mạnh như cả một sư đoàn trùng trùng ra trận, giúp cho tên tuổi của Phạm Tiến Duật trở thành tên tuổi của một nhà thơ lớn nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đó, đúng không? Sẽ khác với việc là chúng ta nêu ra năm sinh năm mất này, khác với việc chúng ta nêu ra tiểu sử cuộc đời, những cái thông tin khá là khô khan. Mà ở đây chúng ta sẽ chỉ nêu ra những gì đặc sắc nhất, ấn tượng nhất về tác giả ấy thôi. Đó. Thì để có được những thông tin đặc sắc đó thì chúng ta sẽ cần phải nắm chắc về từng tác giả, đúng không? Chứ không thể nào mà mình không học xong rồi mình muốn là mình có thể viết xuất thần được. Mình phải có kiến thức cơ bản về tác giả, từng tác phẩm, từng tác giả. Thì bây giờ là lúc chúng ta ôn đi, đúng không? Mỗi tác giả các em viết ra với các em ghi ra những cái nhận định hoặc là những cái từ khóa chính hay ho đặc sắc về tác giả ấy thì chúng ta sẽ dùng được trong rất nhiều trường hợp. Và cụ thể là ở đây là trong trường hợp viết mở bài, đúng không? Xong rồi là tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của tác giả A là tác phẩm B ra đời trong hoàn cảnh nào đó. Chúng ta nêu hoàn cảnh sáng tác ở đây luôn. Và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc chính là, đây này, câu này rất quan trọng này, đây là câu nêu vấn đề này, đúng không? Ví dụ đề bài yêu cầu là như trong đề bài thi thử nhá, cảm nhận của em về những vẻ đẹp phẩm chất của người đồng mình được người cha nhắn nhủ thể hiện trong đoạn thơ sau chẳng hạn, ví dụ với đề bài đó. Và đoạn thơ đấy là phần 2 của bài nói với con. Thì áp dụng công thức này chúng ta có thể viết đó là tác giả Y Phương là cây bút tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Thơ của ông có thơ của ông giống như một giống như một bức thổ cẩm đan dệt nhiều màu sắc khác nhau. Tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của Y Phương là bài thơ Nói Với Con, ra đời năm 1980, khi đất nước đã giành được độc lập thống nhất nhưng còn đó là biết bao những thử thách khó khăn. Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc chính là những câu thơ mà người cha nhắn nhủ về những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình, hai chấm trích thơ. Ok chưa? Đấy nhá, thế là rất là nhanh chóng mình có được một phần mở bài dẫn dắt từ chính tác giả Y Phương, nhưng từ một thông tin đặc sắc về tác giả ấy, khi mà thơ của ông, sự nghiệp sáng tác của ông được ví như là một bức thổ cẩm đan dệt nhiều màu sắc khác nhau. Hoặc em có thể đưa ra thông tin là Y Phương là người dân tộc Tày này, thơ của ông mang đậm hồn cốt của người dân tộc Tày này. Đấy, mang đúng cái chất mang đúng cái chất chân chất thật thà mộc mạc, mang đúng cái vẻ đẹp của sự chất phác chân thành nhưng mà cũng giàu bản lĩnh này. Đấy, hay là chúng ta thấy Y Phương có tâm niệm là hãy giữ lấy cái tâm trong sáng mà làm người. Mình cũng hoàn toàn có thể đi từ những thông tin trực tiếp về tác giả ấy như thế nhá. Đồng ý chưa? Rồi. Chị ơi, nếu không nhớ được năm sáng tác thì phải làm sao ạ? Thì chúng mình không được tự bịa. Thì thôi, chúng mình không nêu vậy. Chứ biết sao? Bởi vì là không nêu hay là nêu sai thì thà là mình chọn không nêu còn hơn. Vẫn là hai cái việc khiến cho chúng ta mất điểm. Thế nhưng mà thà rằng là mình không nêu và mình khéo léo nêu ra, ví dụ như là nêu ra hoàn cảnh chung thôi. Mình không nhớ chính xác năm sáng tác nhưng mà mình biết được là khi đó đất nước còn chiến tranh hay là đã kết thúc chiến tranh. Thì mình nêu ra một cách chung chung như vậy, vớt vát được xíu điểm nào thì mình lấy. Chứ mình sẽ không tự bịa ra nha. Khi mà không chắc chắn thì tốt nhất là không viết. Đấy, chứ đừng tự bịa ra thì cái lỗi sai đấy nó còn trầm trọng hơn. Đấy là về cách viết trực tiếp nha các bạn nha. Đó, mặc dù cách viết này không được nhiều bạn lựa chọn nhưng chị giới thiệu cách này đầu tiên bởi chị mong là các em có thể sử dụng cách này như là một cách cứu cánh cho các bạn trong trường hợp ta cạn ý tưởng, ta không biết bắt đầu từ đâu thì hãy chọn luôn cách này để tránh được mất thời gian. Đã 10-15 phút trôi qua vẫn chưa bắt tay được vào viết bởi vì không biết viết mở bài từ đâu thì đây nhá, chớm có cái tình trạng cạn ý tưởng cái thì áp dụng luôn những cách viết này đi ạ.
để tránh mất thời gian các em nhá. Hay là một cách viết khác, ví dụ như nhiều bạn lựa chọn là đưa ra nhận định đúng không? Thì đây, chị cũng có gợi ý chúng ta đi từ nhận định. Ví dụ như là đối với một tác phẩm truyện nhá, chúng mình có thể bắt đầu từ cái nhận định. Và những nhận định này để dùng được cho nhiều tác phẩm thì đều là những cái nhận định mang tính lý luận văn học, nêu ra những đặc điểm chung của văn học. Đó thì ta mới áp dụng được cho nhiều tác phẩm chứ. Còn nếu như mà là nhận định trực tiếp về một tác giả tác phẩm nào đó thì cái tính ứng dụng nó không cao đúng không ạ? Thì ta chỉ dùng được cho tác giả tác phẩm ấy thôi. Thế nên đây là những công thức viết chung.